trong cái sản phẩm của chúng ta đang hiện diện một cái bài thuốc dân gian, một cái bài thuốc đông y rất là nổi tiếng để làm tinh mắt, để bảo vệ hoàng điểm, chiết xuất hoa cúc và kỳ tử. Chúng ta tìm hiểu công dụng và lợi ích truyền thống của cái hoa cúc này. Điều tiên là cái loại hoa này ở ngoài nó có mùi rất là thơm, nó có tác dụng khử trùng, diệt virus và diệt nấm rất là tốt, kháng khuẩn cũng rất là tốt. Và một điều đặc biệt nổi lên của hoa cúc là gì? Nó có tính chất thư giãn tinh thần và nó có khả năng giảm đau hạ sốt rất là tốt. Bởi sao? Nó có khả năng chống viêm và hạ nhiệt rất là tốt. Cho nên ai đó mà bị những vấn đề này thì người ta gì dùng trà hoa cúc là vì lý do đấy. Và riêng ở Nhật Bản thì người ta dùng để trị chứng đau đầu, chóng mặt và viêm mắt. Những người bị viêm nhiễm mắt này thì người ta hay uống và người ta rửa bằng cái nước sắc hoa cúc này. Đấy. À, đặc biệt là điều trị một số bệnh về mắt, mờ mắt, ngứa, tóm lại tất cả các bệnh về mắt thì hoa cúc này đều tốt, bởi lý do nó có màu vàng là đương nhiên nó có sắc tố vàng trong đấy, đúng không ạ? Đấy. Phải nói cái sản phẩm Lucid này của chúng ta ấy, tuyệt hay luôn các anh chị ạ. Nó rất là tuyệt và nó rất là hoàn hảo để mà dinh dưỡng cái hoàng điểm, để mà bảo vệ cái mắt của chúng ta. Quá tuyệt vời luôn. Vậy tác dụng của hoa cúc vàng trong cái chiết xuất này nó như nào? Nó thư giãn tinh thần, cực kỳ hay. Và nó có tác dụng gì? Giảm nhẹ huyết áp. Và nó dạ làm gì ạ? Và nó làm giảm nhẹ các triệu chứng cảm lạnh. Nó có thể chống được cảm lạnh nhưng nó lại cũng gì? Hạ sốt, giảm đau, chống viêm rất là mạnh. Và cái thứ hai, nó thải độc và làm sạch máu cũng rất là tốt. Và nó cải thiện chức năng tim mạch. Nó còn cũng có tác dụng giảm cholesterol. Và đặc biệt trong nó cũng rất nhiều những gì vitamin và vi lượng anh chị nhá. Trong nó có cả canxi. Và đặc biệt tinh chất hoa cúc này thì nó chống phát ban, phát nhiệt rất là tốt. Những người sợ người sốt mà sốt phát ban thì dùng cái trà hoa cúc hoặc hoa cúc sắc lên ấy, thì sao ạ? Giảm được ban. Đấy, rất là hay. Đây đây chính là một cái tác dụng của hoa cúc vàng. Thế trong này nhà sản xuất nhà nghiên cứu người ta sử dụng nó để tăng cái tác dụng của gì của sản phẩm chính lên, tức là tăng cái tác dụng cho mắt các anh chị nhá và cho não. Và đương nhiên nó là tăng cường sức khỏe rồi. Ở lý do là đằng sau đây nữa. Đây chúng ta hãy nhìn cái thành phần, chính cái thành phần dinh dưỡng của nó đây ạ. Các anh chị nhìn xem nó có nhiều không ạ? Nó có rất nhiều những cái thành phần quan trọng các anh chị nhé, chống oxy hóa rất là mạnh. Và để chống oxy hóa mạnh thì nó chống viêm rất là mạnh các anh chị nhé. Và đặc biệt chúng ta đã tìm hiểu được là gì? Nguyên nhân dẫn đến gì tổn thương điểm vàng cũng như là tổn thương thủy tinh thể, đục thủy tinh thể là gì? Chết oxy hóa là vấn đề lão hóa và gì gốc tự do. Đúng ạ, đấy là nguyên nhân hầu như trong tất cả các bệnh trong cơ thể, nó là nguyên nhân hầu như là cái nguyên nhân rất là lớn, đúng ạ. Thì tất cả những cái thành phần mà của hoa cúc hay là tất cả các thành phần đóng góp trong cái sản phẩm này đều gì nổi lên những cái khả năng chống oxy hóa hay chống chép oxy hóa rất là mạnh mẽ. Còn chưa kể là tác động trực tiếp đối với gì khả năng gì chống viêm hay trực tiếp đối với tế bào, đúng không?